Đây là cái đường layer của Techtomy nha mọi người. Đây là thương hiệu của nó nha mọi người. Đây là cái mã TRM2. Hiện tại Techtomy thì nó có 3 cái dạng layer, 2 layer bình thường và 1 layer có thể chỉnh được app. Đó, thì mình ở đây mình chỉ giới thiệu với con layer này thôi. Con này thì vai trò của nó là layer rời ngoài, chuyên gắn cho những cái sản phẩm ví dụ như bơm đẩy. Đây, chẳng hạn như con này. Con này là cái bơm đẩy. Con này bị lỗi đi, này nó bơm tăng áp nha mọi người, nhưng mà nó bị lỗi layer đi, nó chạy không ngắt được á. Đó là mọi người sẽ gắn cái đầu le này cho những con bơm như vậy để nó chuyển hóa những con bơm đẩy thông thường này thành rơ le tăng áp, nó sẽ tự ngắt luôn đấy. Cho nên là khi mọi người gắn con bơm đẩy này và gắn rơ le vô là mọi người sẽ xài y chang như một con máy bơm tăng áp thông thường, nhưng có điều là mẫu mã nó sẽ bự hơn, nó không giống như con máy bơm tăng áp nguyên khối. Đây, con này là máy bơm tăng áp nguyên khối cho mọi người, tức là nó đã được thiết kế sẵn bình áp rơ le điều chỉnh này, rơ le tự ngắt này. Đó, này là đây này, cái dòng này là cái dòng là nguyên khối luôn, tức là khi sản xuất ra là vai trò của nó là tăng áp rồi. Đây, còn dòng này thì nó bơm đẩy thông thường này, dòng này thì không có tăng áp nhé mọi người. Mọi người cắm điện là chạy, đấy, rút điện là ngắt. Dòng này thì chủ yếu là hút nước đẩy lên, đó, hoặc là xài qua phao điện nó sẽ ngắt được thôi. Đấy. Thì thay vì mình tận dụng con này gắn đờ leo vô, nó sẽ chuyển hóa con này thành con máy bơm tăng áp nhé mọi người. Này thì trên thị trường thì cũng có lâu rồi nha mọi người. Đây là cái đồng hồ đo áp của nó nha mọi người. Đầu này nó là cái đầu gắn do máy bơm này, là ren ngoài 34 cho mọi người. Đó, đầu này sẽ là cái đầu ra của nó luôn. Đây là đầu ra của nó, tổng quan của nó nha mọi người. Đây, trên đây sẽ có cái chỉnh này, đó, trừ và cộng. Đấy, này là chỉnh ngắt nhanh ngắt chậm nha mọi người. Con này dòng này thì không chỉnh được áp, tức là không có chỉnh mạnh yếu được gì hết. Thương hiệu Techtomy nha mọi người, công nghệ của Ý. Đây thì nó sẽ có một cái đèn restart ở giữa, khi mà nó bị lỗi hay là một con bơm đẩy gì đó thì mình sẽ bấm vào cái restart này. Đấy, còn ba cái đèn ở bên phải này là nguồn, khi mà người đấu rơ le chuẩn ok ổn định ấy, thì cái đèn nguồn này nó sẽ hiển thị liên tục nếu có điện. Led thứ hai là led báo lỗi không chạy hoặc là ngừng không chạy nha mọi người. Led thứ ba là led on. Led on là khi rơ le mà người đấu ok vào bơm rồi là bơm vận hành ấy, nó sẽ báo cái đèn on này liên tục luôn. Đó. Còn đây là hai cái đường dây ký hiệu của nó nha mọi người. Đây, cái power này sẽ là nguồn cấp điện từ ngoài rồi nha mọi người, còn cái đường cái pump này sẽ là sợi dây nối vào máy bơm. Này thì nhựa chịu nhiệt nha mọi người, nói chung là mọi người gắn để ngoài trời mưa nắng thoải mái luôn. Đồng hồ đo áp con này thì tối đa được 13 nha mọi người, 13 tức là 3 là áp suất nha mọi người. Rồi, thông thường khi mình gắn đờ le thì nó sẽ như vậy nha mọi người, cái đầu hút này mặc định sẽ vẫn như vậy nha mọi người. Mọi người gắn đường nước cấp vô đây, đường ra này nó sẽ nối vào cái phần đường hút của đờ le đó, và cái phần đường ra này nó sẽ gắn ra như bình thường. Đó. Nói chung nó rất là đơn giản, chỉ có đường rô và đường ra thôi. Còn dây điện này thì đơn giản hơn. Đó. Cái dây ở dưới nó ký hiệu là pump này, tức là máy bơm này. Chúng ta sẽ nối về con bơm này, đó, nối vào cái đầu dây của con bơm này. Nếu bơm có dây sẵn này, ta chỉ việc nối vào nhau. Hoặc là mình có thể mở cái bo mạch này ra để đấu vô trong này. Đây thì nó có 3 sợi nha mọi người. Trừ cho mình cái sợi xanh lá này là tiếp địa, còn mình đấu 2 sợi này. Hoặc là nếu trong bo mạch này nó có đầu tiếp địa thì mình có thể đấu nối trực tiếp luôn. Còn cái dây này thì mọi người nối từ điện gia đình rô. Gia đình chúng ta có ổ cắm điện ấy, chúng ta sẽ nối hai cái sợi dây này vô. Đấy, bỏ sợi dây đi hoặc là nối vào cái ổ mà ba chân đều được. Đó. Là bắt đầu bơm sẽ vận hành. Con này thì gắn được cho những sản phẩm bơm là tối đa là 1100W nha mọi người. Không nên gắn hơn. Đấy, gắn hơn thì cũng có thể là nó sẽ chạy thôi nhưng mà nó không có ổn định, bởi vì dòng này là tối đa là khoảng cỡ 1100W, tức là 1,5 HP. Mọi người gắn 700-800W hay 500-400 gì đó, các dòng bơm đẩy thông thường đều được, nó vận hành rất là ok, bởi vì này là công suất tối đa con rơ le này nó có thể tải được và chịu được. Nếu mà xài con lớn quá thì cái này nó sẽ không ổn định nha mọi người. Bơm đẩy thông thường này, khi mà người cắm điện ấy, là nó chạy, rút điện là nó ngắt ấy. Đấy. Nếu mà người mà cắm điện cho chạy mà mọi người khóa nước ấy, bung ống, đấy, khi mà người gắn cái này vô ấy, là nó sẽ tự ngắt được như bình thường nha mọi người, rất là êm luôn, chuyển nó thành dòng này thành bơm tăng áp luôn. Hầu hết tất cả các sản phẩm bơm đẩy thông thường ấy, gắn cái này vô nó sẽ biến thành bơm tăng áp cho mọi người, mà mọi người không cần phải mua bơm tăng áp. Thường thường những gia đình nào có sẵn những cái dạng bơm này bỏ không mà muốn tận dụng ấy, thì chúng ta sẽ mua cái này về để thay thế. Rồi, trường hợp thứ nhất thì gắn cho con bơm đẩy này thì dễ rồi nha mọi người. Đó là nó chỉ có hai đầu dây điện ra thôi, ta chỉ cần nối vô cái đường dây của con rơ le này là xong, và cái đường này ta sẽ nối vào điện thông thường. Đấy. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ gắn vô một con bơm tăng áp cơ đi. Đây, như gần đây con này là con Pana này. Đấy, gia đình nào xài Panasonic rồi thì chắc chắn sẽ biết dòng Pana này nó rất là ổn nha mọi người.
khi bơm chạy ấy, nó chắc cạch 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 ấy. Xài thì cũng ok, đóng ngắt ok, áp đồ cũng khá là mạnh, xài ổn định, nhưng mà có một cái nhược điểm là hay kêu đó. Thì khi mà chúng ta muốn đổi cái dòng cơ điện tử ấy, chúng ta vẫn gắn như bình thường luôn, nó vẫn để với nhau cũng được, hoặc tháo bỏ cũng được, bởi vì mặc định ở đây nó sẽ có một cái bánh áp đi kèm với nhau mọi người đó, để nguyên cũng được hoặc tháo bỏ cũng được. Thường thường là tháo ra cho cái gắn cái này cho nó dễ cho mọi người, nó không có bị cấn cho mọi người. Đây, thường thường khi mà gắn nó sẽ bị cấn vào cái này đó. Khi mà chúng ta gắn cho một con bơm Panasonic ấy, thì chúng ta bắt buộc phải đấu cái cục rơ le này vào nhau cho mọi người, vì cục rơ le này nó sẽ có hai sợi giống như phao điện ấy, nó sẽ ngắt mở ấy. Đấy, với những thường 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 với những dòng bơm mà không có bơm đẩy thông thường thì nó không có cái cục này, còn bơm tăng áp thì mọi người bắt buộc phải đấu nối cái này vào nhau cho mọi người. Khi mà người đầu nối vào nhau nhau xong rồi ấy, là mọi người vẫn cũng sẽ nối như bình thường luôn, tức là cái này như thường luôn, giống y như một con bơm đẩy thông thường với nha mọi người. Trong này thì mặc định nó không chỉnh nha mọi người, nó chỉ ở đây duy nhất chỉ bấm được một nút restart thôi khi mà có vấn đề cho tôi đó. Còn đây như dòng này thì nó đã êm sẵn rồi, vì bơm này là bơm điện tử nha mọi người, nó êm hoàn toàn rồi. Đấy, cái này mọi người còn muốn gắn rờ le cũng được luôn, nhưng mà thường thường ấy cái này chỉ khi nào nó nối rờ le ấy, mọi người không có rờ le để thay hoặc là gì đó hay như nào đó, mọi người mới gắn thêm cái rờ le này chuyển hóa nó vô nha mọi người, chứ còn dòng này là quá ok rồi, êm mạnh ổn định, gần như cái tỷ lệ lỗi nó rất là ít đấy. Cho nên là cái ưu điểm của rờ le này là chủ yếu nó sẽ gắn cho những cái bơm đẩy thông thường này thôi, và mấy con bơm cơ hay tăng áp cơ đó, để chuyển hóa nó thành bơm tăng áp. Đấy, một số gia đình có thừa những con bơm mà không dùng tới đấy, mà không muốn bỏ ra chi phí lớn để mua con bơm tăng áp khác về đấy, mà có thể mua cục này về gắn tận dụng ở đây luôn. Rờ le của Tectomy hiện tại nó có 3 loại, hai loại thông thường và một loại chỉnh được áp. Thông số kỹ thuật của nó nha mọi người, con này xài điện một pha nha mọi người đó. Công suất tối đa con này có thể tải được là 1.100W đấy, tức là những con bơm là chỉ tầm 1.100W đổ lại mọi người đã sẽ gắn được nha mọi người. Đây, còn áp suất vận hành tối đa của nó là 13 này, chịu nhiệt chỉ 60 độ C. Này thì nhược điểm của nó là duy nhất là không xài được nước nóng nha mọi người đấy. Nói chung là có ai muốn gắn cho nước nóng xài thì cũng được, nhưng mình nghĩ là sẽ chập chờn, nó không ổn định thôi. Đôi khi là nóng thì nóng quá, lúc thì vừa phải, lúc thì lạnh quá thì đó, những cái đấy thì người ta khuyên cáo là không nên xài nước nóng nha mọi người. Còn đây là cái giấy các sản phẩm của Tectomy nha mọi người. Mình sẽ giới thiệu sau về các cái sản phẩm RLS tăng áp điện tử này sau nha mọi người. Đây, dòng này là Tectomy 1, Tectomy 2 và Tectomy 12. Ở đây thì đây, sản phẩm mình đang giới thiệu là con này, và con này và hai con này sẽ như nhau cho mọi người. Đấy, còn con này nó đặc trưng hơn là nó chỉnh được áp, tăng giảm áp luôn trên cái cục rơ le cho mọi người. Đó. Con này thì nó chịu được tối đa là hơn 2 kg, tức là máy bơm tầm khoảng 2.200W đổ lại. Đó. Nó công suất cao hơn so với hai cái dòng rơ le thường này. Này là thông số kỹ thuật của nó nha mọi người. Đây, những sản phẩm nó có thể hỗ trợ gắn được. Đó. 1, 2, 3. Đây, gắn bơm nha mọi người, bơm đẩy thông thường, nó gắn rơ le sẽ chuyển hóa thành bơm tăng áp. Đây là cột áp của nó nha mọi người, đây là bên trong linh kiện của nó, cách lắp đặt gắn nha mọi người. Nói chung là nó nhiều cách gắn lắm, thì khi mà thợ người ta chuyên thì nói chung là mình không cần hướng dẫn cái này này. Nói chung là gia đình chúng ta có thể mua về tự gắn đều được luôn. Đây, bên trong đây là cái nguồn điện của nó nha mọi người, nó sẽ ký hiệu để cho chúng ta biết cách đấu cái nào đúng cái nào sai, hạn chế đấu nhầm cho mọi người, vì đấu nhầm nó sẽ bị cháy. Đây, ở đây nó có ký hiệu hết rồi nha mọi người. Đây nguồn này, nguồn này là điện từ trong gia đình chúng ta nối vô, con này là điện ra nha mọi người. Đây, đầu cấp và đầu ra nước. Này là led báo nguồn này, bơm đang vận hành này, led lỗi và restart nha mọi người. Này thì mỗi một sản phẩm nó sẽ đi kèm một giấy hướng dẫn sử dụng, nếu ai mua thì có thể tham khảo tương thích với những loại nào xài ra sao. Này thì ưu điểm cực kỳ tiện đấy, đó là tích hợp dòng bơm thông thường chuyển hóa thành bơm tăng áp đó, và không ồn không kêu, rất là êm ái luôn đó. Rồi nó còn hiển thị led báo vận hành, led báo nguồn, led báo lỗi cho chúng ta biết khi bơm đang chạy, bơm đang có áp hay không đó.
khi mọi người sử dụng ấy, cái cột áp của cái đồng hồ ấy, nó sẽ hiện lên, nó sẽ nâng lên là chúng ta sẽ biết được là nước đang đẩy ra, bơm đang vận hành. Đó. Xài rất là ok luôn, gắn rất là dễ. Đầu ren thì nó đã trùng khớp với nhau rồi, chúng ta có thể gắn vào trực tiếp bơm luôn mà không cần phải nối phức tạp gì cả. Ở đây là hiện tại là đây là bơm tăng áp điện tử này, nguyên khối người ta sản xuất là như vậy là sẵn luôn, nên chúng ta sẽ không cần gắn đờ le nữa. Trừ khi nó nát quá rồi hay là nó sửa chữa những cái đờ le không thể sửa được nữa, chúng ta không có đờ le để thay thì chúng ta mới cần gắn thêm cục đó thôi. Còn đây máy bơm Panasonic, bơm này cũng là tăng áp nha mọi người, nhưng cái thằng này nó rất là ồn này. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi và chúng ta gắn đờ le vô đây là nó sẽ thành máy bơm rất là êm nha mọi người. Thằng này là đẩy cao này, không tự ngắt được. Đấy, dòng này nếu mà mọi người khóa nước bơm nó sẽ bung luôn. Đấy. Còn khi mình gắn đờ le vô nó sẽ đóng ngắt cho bình thường, nó rất là êm. Đấy. Mọi người gắn đờ le vô là mọi người xài tăng áp như một con tăng áp thông thường thôi. Đấy, mẫu mã nó chỉ hơi khác một chút thôi, nó không có nhìn đẹp hay là nhìn gọn hay là nhìn trông chuyên nghiệp như những cái dòng tăng áp nguyên khối này nha mọi người. Sản phẩm này thì nói chung là giá rất là rẻ nha mọi người, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Đấy.